Làm full farm khó hay dễ? Thì đây là cái dàn full farm đầu tiên của Vương, và dàn này là dàn 20 con, 20 máy. Thì trong quá trình vừa rồi thì Vương đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về full farm, bởi vì là Vương thấy là trên thị trường hiện tại giờ có rất nhiều các đơn vị đang quảng cáo bán full farm cho mọi người. Thì đặc biệt nữa là Vương thấy giá nó rất là đắt, khoảng 3-40 triệu một dàn full farm 20 máy như anh em vừa xem. Rồi chưa tính các cái chi phí khác liên quan đến tool, phần mềm vân vân, rất là tốn kém. Vương cũng đã có người bạn bỏ ra hơn 100 triệu làm một dàn full farm chỉ 20 máy như thế này thôi. Thì đợt này Vương quyết định là mình cũng sẽ làm một dàn full farm. Tuy nhiên thì cái dàn full farm của Vương làm sẽ rẻ hơn rất nhiều nhá, rẻ hơn rất rất nhiều so với bạn ấy, so với các bạn làm. Và trong quá trình mình nghiên cứu thì mình thấy rằng là full farm có rất nhiều ứng dụng khác nhau, không đơn thuần là chỉ để là chúng ta nuôi Facebook rồi đem đi tương tác, like, share hoặc spam nhóm đâu, hoặc là nuôi nhóm đâu. Nó có rất nhiều ứng dụng khác nhau và mỗi một dòng máy nó đều có những ứng dụng riêng. Chính vì vậy mà khi anh em làm full farm cần phải nghiên cứu thật kỹ về các cái dòng máy mà chúng ta mua nhé. Và mình tin rằng là nếu anh em dành thời gian vừa đủ, anh em dành thời gian đủ cho cái việc nghiên cứu full farm ấy, thì full farm cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền cho anh em nhé. Tuy nhiên thì vì là Vương chưa chưa triển khai thực tế, dẫn tới là mình chưa kết quả cho anh em để xem rằng là full farm có thể kiếm được tiền như thế nào. Chính vì vậy mà lần này mình cũng làm một cái dàn, vài dàn chứ không phải một dàn, và đây là cái dàn đầu tiên thôi, nhưng mình sẽ làm vài dàn khác nhau, vài cái dòng máy khác nhau. Sau đó thì mình sẽ lên kế hoạch để cho cái dòng full farm này nó chạy và kiếm tiền. Nói chung là có rất nhiều cách kiếm tiền và kiếm được rất nhiều tiền thông qua nhiều hình thức khác nhau, không chỉ đơn thuần là chúng ta nuôi ạc phở bò đâu, mà còn rất rất nhiều những cái ứng dụng nữa mà anh em không hề biết. Tại sao Vương biết cái điều này là vì là trong cái năm vừa rồi là mình cũng dành rất nhiều thời gian để mình nghiên cứu về full farm. Mình thấy rằng là trên thị trường cũng có rất nhiều anh em đang kinh doanh và bán cái full farm này. Tuy nhiên thì những người dùng full farm ấy, trước khi chúng ta mua, đưa ra quyết định là mua full farm thì chúng ta cần phải có kiến thức nhá, anh em phải nghiên cứu. Và Vương hy vọng rằng là với những cái full farm, những cái dàn máy tiếp sau đây khi mà Vương lắp lên cho cái văn phòng của mình và khai thác nó, nếu trong trường hợp nó đạt hiệu quả thì chắc chắn rồi nó sẽ có một cái quy trình rất cụ thể cho anh em làm thế nào để chúng ta có thể khai thác được, kiếm được tiền và rất nhiều tiền từ full farm. Thì lúc đấy Vương mới chia sẻ với anh em được. Còn hiện tại bây giờ là nó chưa kết quả thì thành ra là mình cũng chỉ mới công bố cho anh em biết là Vương đang làm full farm đấy, và Vương sẽ có cách để Vương khai thác cái full farm này làm sao cho hiệu quả. Và đây cũng là một dàn full farm mà Vương làm cho một người em ở trong cộng đồng, thì em ấy cũng muốn là đi cùng Vương ngay tại thời điểm này. Ok, thì hy vọng rằng là hai anh em mình sẽ làm thành công cái dự án full farm này. Và nếu trong trường hợp mà nó thành công thì chắc chắn Vương hứa Vương sẽ có video hướng dẫn chi tiết anh em cách để chúng ta khai thác và kiếm được rất nhiều các cái lợi nhuận từ việc mà chúng ta làm full farm nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh em thành công nhá.